phần story rồi cô mở lại nha. Bạn nào chưa được nhớ nhắn nha các bạn. Cô cứ tưởng đâu các bạn được rồi là cô bỏ qua mất đó. Ok, vậy thì tí nữa xong cái phần story rồi cô sẽ chiếu lại cho các bạn nha. Để các bạn qua cái phần số 3 mà chúng ta luyện tập đó là story. Thì các bạn cũng biết, không biết là thầy Thông vẫn nhắc cho các bạn một số cái format đề thi chưa? Thì như các bạn thoại gặp ở trong cái bài practice test số 1 cũng như bài practice test số 2 này thì nó cùng một format. Đó là gì? Your story must begin with this sentence. Begin là bắt đầu. Vậy câu chuyện của chúng ta thì buộc cái câu mà người ta cho trong cái đề bài đó nó phải là câu đầu tiên trong câu chuyện của mình. Rồi ngoài ra thì còn một số cái format khác, cái hình thức khác như là cái câu đề bài yêu cầu sẽ là câu kết thúc chẳng hạn. Hoặc là đề bài sẽ yêu cầu các bạn viết thêm một cái topic nào đó. Thì thôi chúng ta gặp tới đâu chúng ta luyện tập tới đó các em ha. Với cái đề bài này chúng ta cần phải bắt đầu bởi cái câu người ta cho sẵn đó là I could not believe what my dad had to say. Tôi không thể tin nổi là cái điều mà bố tôi vừa mới nói. Vậy thì để gợi ý cho các bạn có cái ý tưởng để các bạn sáng tác ra chuyện thì các bạn dựa vào chính những nhân vật và cái ngữ cảnh mà cái câu gợi ý người ta đã cho đó. Là gì? I could not believe, là tôi không thể tin nổi. Vậy thì tôi, cái việc mà khiến cho tôi không thể tin nổi á, hoặc là nó quá đáng sợ, hoặc là nó quá quá vui, quá phấn khởi đi, quá hạnh phúc, quá ngạc nhiên, khiến cho chúng ta không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình nữa và không thể nào tin được vào những gì mình mới nghe. Rồi và thông tin đó thì nó được thông báo với chúng ta bởi bố của chúng ta. Vậy cái câu chuyện ở đây thì dĩ nhiên nó phải có hai nhân vật, đó là nhân vật tôi và nhân vật bố rồi. Vậy câu chuyện nó là câu chuyện gì thì các bạn sẽ liên hệ trên thực tế cũng vậy, cái điều gì khiến cho các bạn cảm thấy ngạc nhiên hay là điều gì khiến cho các bạn cảm thấy nó quá sửng sốt, quá gọi là quá bất ngờ đến mức mà cảm xúc hỗn loạn. Thì đó các bạn sẽ suy nghĩ theo hướng đó ha. Và sau đó thì chúng ta sẽ kể chuyện. Nhưng lưu ý giùm cho cô là khi kể chuyện thì phải kể theo trình tự thời gian các bạn nha. Câu chuyện nó bắt đầu từ cái lúc nào? Kể cả là câu chuyện của các bạn nó bắt đầu bằng cái câu mà My dad had just said đi nữa thì các bạn cũng phải, sau đó các bạn cũng phải theo cái trình tự thời gian. Bố tôi nói về cái gì? Bố tôi nói cái câu đó nó như thế nào chẳng hạn. Rồi ngay cái lúc đó thì tôi đang làm gì chẳng hạn. Sau đó tôi cảm giác như thế nào, tôi cảm thấy là vui quá nên là tôi nhảy cẩn lên chẳng hạn. Thì đó các bạn vẫn theo trình tự thời gian tiếp tục diễn tiến câu chuyện. Và một điều lưu ý mà cô cũng có dặn ở trên cái phần article vừa rồi đó là khi các bạn kể chuyện thì chúng ta phải sử dụng động từ ở thì quá khứ. Tất cả mọi thứ nó đều đã xảy ra rồi và chúng ta phải dùng ở thì quá khứ. Cái quá khứ đơn giản nhất là chúng ta có thể dùng quá khứ đơn. Bạn nào có thể nắm chắc về ngữ pháp hơn thì chúng ta dùng các thì khác. Ok, các bạn ghi chú lưu ý những cái điểm mà cô vừa mới nói nha. Không biết là các bạn đã nghe rõ được cái hướng dẫn của cô chưa các bạn hả? Dạ rõ cơ. Ok, rồi cảm ơn các bạn. Với cái dạng đề này thì nó sẽ hơi khó cho các bạn là vì không có một cái căn cứ nào cụ thể để mà chúng ta có thể làm bài cả. Thì thôi chịu khó là trong cái thời gian mà chúng ta đang ôn tập tại nhà để chúng ta thử làm nhà văn thử xem, thử ngồi sáng tác những cái mẫu chuyện nào đó thử xem và lưu lấy làm tư liệu. Nếu như cái đề bài thi chẳng hạn mà người ta có cái gì đó liên quan tới cái sự kiện bất ngờ trong cuộc sống của mình thì mình có thể lấy chính cái bài mà các bạn vừa sáng tác ở đây, biến tấu một chút cho nó phù hợp. Hoặc là đề bài giả sử cho các bạn là một cái ngày nào đó mà không thể quên được trong cuộc đời của các bạn chẳng hạn thì các bạn cũng có thể biến tấu từ chính cái câu chuyện mà nó khiến các bạn bất ngờ. Vì cái ngày đó thì bố của tôi thông báo cho tôi một cái tin mà tôi không thể tin nổi cho nên là ngày đó trở thành ngày tôi không thể nào quên chẳng hạn. Đấy thì nó cũng là một cái tư liệu cho chúng ta lưu để mà làm bài sau này. Và những gì cô đã nói về lời gợi ý, lưu ý thì cô cũng đã nói rồi các bạn nhé. Bây giờ cô sẽ mở lại cho các bạn xem cái bài mẫu của article để các bạn tham khảo.
Những bạn nào chưa kịp xem đó, các bạn xem nhé. Hiện tại các bạn có thấy cái màn hình cô chia sẻ không nè, nó có bị dịch không? Các bạn mà chưa có xem được á, các bạn có thấy được không? Phản hồi giùm cho cô với phần tin nhắn với. Các em ơi, Thanh Triều, Quỳnh Trân, Vi, các em có lưu được cái bài mẫu mà cô gợi ý chưa? Rồi, cảm ơn Trân, cảm ơn bạn Đạt, bạn Thắng. Ok, vậy chắc là các bạn đã lưu được luôn rồi đúng không nè? Tương tự với article thì cô lưu ý các bạn khi mà các bạn thực hành viết story đó, các bạn cũng cố gắng là vận dụng được những cái từ vựng nè, những cái điểm ngữ pháp mà chúng ta đã học. Vận dụng càng nhiều càng tốt và dĩ nhiên là phải dùng đúng nha. Rồi các bạn cũng nên dùng thêm một số cái từ để mà nối, liên kết các ý với nhau và đa phần là các từ để mà thể hiện về trình tự thời gian đó. Một số cái từ về trình tự thời gian thì hôm mà học lý thuyết các bạn cũng đã được giới thiệu rồi ha. Ví dụ như là then nè, ví dụ như next nè, after that, the following day chẳng hạn, ngày hôm sau, vân vân. Ok, bây giờ thì là thời gian thực hành nha, các bạn tiếp tục thực hành. Buổi sáng tác truyện thì chắc là viết lâu hơn một chút. Giờ cô sẽ trừ thời gian cho các bạn thực hành. Bạn nào xong thì cũng cứ đăng ở trên bên Padlet đó. Cô sẽ sửa ở bên đó cho các bạn.